là mình hướng dẫn cho con mèo, thì mình sẽ chạy cái thằng như này, sau đó em bắt con mèo, em để tập như này, anh sẽ hướng cái thằng là cho con mèo, đó mình bắt đầu cái mặt theo hướng này, đúng rồi, cái mặt hướng bên đó, em bây giờ đem con mèo tên gì ta? Con trai. Con mèo con trai. Ô, dễ thương quá ha. Nó là 4.6 kg. Để con mèo vô nó vậy. Nó trên gần lý thịt trắng 2 năm rồi. À vậy hả? Xong rồi nó bị gì sạn bụng bằng quang. Ừ. Rồi em mới phát hiện được cái chết vậy. Bây giờ em nói hãy đậu xong rồi đậu. Bây giờ em nói nó mới được. Hello con trai. Tên mèo tên con trai Phú Nu. Đây là mấy ký ta? 4.6 kg. Nó bị hoang rồi sao nữa em? Rồi khi qua chị Mai Diễm đó em qua bên năm 1 tháng 1 á, qua chị Ba. Điện xe em xào, đi tới đó sớm. Để còn đi đạm. Rồi anh chị Ba ra đó, chắc tình luận đi xe ngủ bằng quang rồi về cái mổ à. Không mổ, cho ông Phú. Cho ông Phú cho nó tiêu sạn ra. Bơm nước, đến nhà đè xuống bơm nước cho nó uống. Không chịu uống nước, bơm miếng rồi. Đè xuống luôn. Nó chỉ là để thằng nó được. Mà không sao em lấy cái bình sữa nhỏ ra uống. Đâu em cứ để bóp xịt cho ông nó. Rồi bây giờ chị sẽ làm lên chưa? Rồi bây giờ tôi phải. Nó đi phần đi về. À, thì mình cũng thấy nó khỏe rồi. Rồi sổ lại rồi chứ. À, sổ lại rồi. Con này là được bao nhiêu đâu rồi? Có thấy không? Chắc 2 năm. 2 năm. Sao lại vậy hả? Chúng tôi nó nhỏ tới tuổi rồi nó cỡ 5-6 tháng rồi bắt đầu đem lên tiền kia. Nhưng mà đem cái định là bữa mà định mới bị thuốc nữa hả? Còn có một đứa khoan được là cái nó nằm nó thôi á. Rồi bây giờ nó bị liệt rồi, đúng rồi, nó nằm xuống. Mình làm quen con mèo á, mình cho nó ngửi tay nè, cho nó ngửi tay nó quen với mình nha. Tay rồi, okay. Quen nhanh chưa? Okay. Sao rửa tay được con? Sao? Thôi mình làm quen với anh nha. À, với con mèo mình cho nó rửa tay với mình, nó sẽ quen với mình. Rồi, làm quen với nhau trước nha. Con trai, con là con trai đúng không? À, cái râu của mèo thì mình đừng có vuốt nha. Thì nó là cái nơi mà nó nhạy cảm đó. Mặt này phải vuốt mặt thôi. À, phải massage mặt đó. Mình đừng có vuốt râu, mình nó thèm nha. Rồi con trai đúng không em ha? Phải vuốt cằm, vuốt cái mặt massage. Để nằm đây. Lên xíu. Đúng rồi, xuống con trai ha. Đừng sợ nha con trai. Ôi. Rồi, cho nằm xuống đi được không? Không được rồi. Đúng rồi, hay lắm. Bây giờ nó bị đỏ lên. Cái tên là nó sẽ là bạn cái này cái xuống 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 cái chưa quen cái khăn á. Bình thường nó nằm trên nệm mút gì không? Nó phải lên nệm nè. Thì đó nó thích, nó phải lên nệm rồi mình nó bày lên cái mờ nệm của con mèo á. Nó xả mua cho nó không nằm. Ờ, khác cái này cũng người à. Vậy hả? Vậy thì thơi người của em luôn. Thì em làm 2 năm. Nếu mà em như vậy. Cũng thơi người á. Còn cái kia tắm á, nó cái này tắm thì cần này thơi người khác. Cũng không đạt. Chích mẹ nhanh thì cũng được thôi. Nhưng mà con mẹ này chích dễ không? Dễ. Dễ hả? Khăn đầu bây giờ mới khăn này. Trồng được người đó thôi. Quấn mà hãy lại như vậy. Hãy bấm cái tắm. Đúng rồi, em đây, ok, nó phải.
khỏi mấy chuyện này. Ok, thấy được rồi, em thấy được rồi, đúng rồi. Đúng không? Khi mà chủ hơn thì nó rất là yên tâm. Sống lại.